Đứa nào chơi mất dạy mày? Anh to khỏe như này mà nó bảo anh vô sinh này. Em không biết. Là tôi đã tặng anh con gấu bông á. Anh chồng yếu sinh lý à? Này, tôi với cô đã ly hôn rồi. Đừng có đến đây mà phá hoại gia đình mới của tôi. Phá hoại hả? Cái con đằng bà lăng loàng chắt nết này hả? Sao còn chưa tới nữa? Đâu rồi? Ủa sao rồi em? Có chưa? Sao mà thế được? Anh đã chuẩn bị kỹ rồi mà. Sao mà em biết được? Hay là mình đi khám đi? Khám gì mà khám? Hai đứa mình to khỏe như này mà. Với lại bệnh tật gì đâu mà khám. Biết đâu được nhỡ có bệnh thì sao? Em xem lại mình đi. Chứ người anh to khỏe như này, khám cái gì? Anh không có bệnh tật gì đâu hết. Mà em xem lại mình đi nhá. 2 năm rồi đấy, không cho anh một đứa con nào cả. Ủa? Sao em biết được? Nhưng mà... Ừ thì cứ cho là một phần là lỗi do em đi. Nhưng mà em cũng kiếm tiền các kiểu phụ anh mà, chứ có phải không phụ đâu. Này, hai cái điều đấy nó không liên quan tới nhau nhá. Có con ấy với công việc nó khác nhau đấy em ạ. Không phải lúc nào cũng đưa công việc của mình ra để bao biện đâu. Bây giờ 2 năm rồi, không cho anh một đứa con. Anh cần là đứa con chứ không phải là công việc, em hiểu không? Bây giờ anh không cần biết. Em làm gì thì làm, sắp xếp đi khám đi. Không không được với anh đâu đấy. Em mà không có con thì anh làm gì em? Em tự hiểu đi. Anh Nam, em chưa nói xong mà. Em ngồi đi. Dạ. Anh chào chị. Ủa ai em? Đây là bạn của anh. Ủa, em nhớ anh đâu có người bạn nào là nữ đâu nhỉ? Thì dạo gần đây anh ra ngoài làm ăn kinh doanh thì có bạn này bạn kia thôi. À, mà em lên dọn cho anh cái phòng đi. Sắp tới bạn anh qua đây ở 2-3 hôm đấy. Gì? Anh đưa người ngoài vào ở nhà mình mà lại còn là nữ, mà lại chẳng nói với em tính nào. Hay nhỉ? Này, đây là cái nhà của tôi. Thế nên ấy, tôi thích đưa ai về thì đưa. Cô bây giờ ấy, lên dọn phòng cho tôi, nhanh. Anh... Em ngồi đây nhá, anh đi lấy nước. Dạ. Dạ em nấu xong rồi, chị ăn thử đi xem có hợp vị chị không. Đủ rồi, ngồi xuống ăn đi em. Dạ. Em mời anh chị ăn cơm. Mà công nhận ấy, đồ ăn của em ngon thật đấy. Anh chưa bao giờ ăn cơm nhà mà ngon như này luôn. Anh quá khen. Em chỉ nấu theo khẩu vị của em thôi. Mà công nhận khẩu vị của em ấy, giống của anh phết đấy. Em cảm ơn anh. Hai người làm thì khó coi. Nếu mà nhìn vào tưởng đâu hai người mới là vợ chồng, còn tôi là người ngoài. Em làm cái gì mà khó chịu vậy? Chẳng qua là anh đang đùa với Lan xíu thôi. Mà dạo này ấy, anh thấy em hơi bị thay đổi nhiều đấy. Em khó hay là anh dễ dãi? Quá là dễ dãi với người ngoài luôn. Cô nên nhớ, cô chỉ là người ở ké ở cái nhà này thôi. Ủa, em đi đâu vậy? No rồi, ăn gì nổi. Ok chị. Anh ăn đi. Ờ, ăn đi em. Ủa, khuya rồi mà còn đi đâu vậy ta? Em thấy cái váy này ok không? Váy cưới ấy, đẹp không? Đẹp, nhưng mà em thấy cái kiểu trên này nó ok hơn này. Ok. À nhưng mà anh qua đây sớm thế này không sợ con vợ anh nó biết à? Con vợ anh biết ấy, thì nó làm được cái chó gì anh? Anh đúng rồi, điếc không sợ súng mù, không sợ ma, nó mà qua đây thì chết. Ai bảo là anh không sợ? Anh chỉ sợ là em buồn thôi đấy. Ê! Anh Nam! Anh với con này ở đây làm gì? Em dậy rồi. Anh đừng có hỏi tôi cái câu vô tri như vậy. Tôi đang hỏi anh là anh với cái con này ở đây làm gì? Thì em cũng thấy đấy. Thì tôi tiện đây, tôi xin giới thiệu với cô luôn. Đây là Lan, bạn gái mới của tôi. Cũng là vợ sắp cưới của tôi đấy. Oh wow. Vợ sắp cưới của anh? Anh đem một cái con ở đâu về? Anh kêu là vợ sắp cưới, vậy con này là cái gì? Ngu thế mà còn hỏi kìa. Tất nhiên là vợ cũ của tôi rồi. Này, em xem thử đi. 2 năm rồi, em không sinh cho tôi được một đứa con nào cả. Tôi với Lan chỉ ngủ với nhau một lần thôi, mà bây giờ cô ấy đã có thai rồi. Ngủ với nhau luôn rồi? Quá ngủ ấy chứ. Không những ngủ nhá,
mà cô ấy còn sinh cho tôi được một đứa con này. Chúng tôi sắp đám cưới rồi, chuẩn bị tiền mừng đi là vừa. Được, một thằng chồng khốn nạn, một con tiểu tam dơ bẩn. Tao chống mắt lên xem hai đứa bay hạnh phúc đến bao giờ. Này, cái con kia, mày đừng có mở mồm ra mà tiểu tam này tiểu tam kia nhá. Mày với cả anh Nam đã ly hôn rồi, bây giờ tao mới là vợ chính thức của anh Nam. Đúng vậy, chúng ta đã ly hôn, cô không có đủ tư cách để mà đứng đây đâu. Vậy sao? Tôi cũng chẳng muốn quay lại cái căn nhà này để làm gì. Hôm nay á, tôi quay về đây chỉ để cho anh xem một sự thật mà thôi. Anh tự xem đi. Đó. Này, tôi chưa bao giờ đi xét nghiệm cả, làm sao mà có cái này được? Thực ra tôi đi xét nghiệm bản thân tôi, nhưng mà bác sĩ nói tôi hoàn toàn bình thường, nên tôi mới lén lấy của anh đi xét nghiệm thì được kết quả này nè. Này, không có đâu nhá. Nếu mà tôi vô sinh làm sao tôi có cái thai được? Đúng Lan. Ồ, tới giờ này mà anh còn ngây thơ vậy sao? Anh nghĩ cái thai trong bụng của cô ta là của anh à? Này, mày đừng có nói tào lao nhá. Đây không phải con của anh Nam thì con của ai? Mày đừng có tới đây mà mày chia rẽ. Anh, nó tới đây á là để chia rẽ vợ chồng mình á, chứ không có ý tốt đẹp gì đâu. Tao biết ngay kiểu gì mày cũng chối, nên tao chuẩn bị hết, mày xem đi. Anh qua đây làm gì đấy? Nhỡ anh Nam thấy là to chuyện. Em lo cái gì? Giờ nó đi làm rồi, bây giờ chỉ có hai ta thôi. Thôi, thời khắc này đang là thời khắc quan trọng. Anh cũng phải chờ để em cưới được nó đã, thì lúc đó tài sản mới thực sự là thuộc về tay em. Cái gì mà của em? Là của hai ta. Trời ơi, con của ba, ráng chịu thằng đó một thời gian nữa thôi, rồi ba sẽ đường đường chính chính đón mẹ với con về. Con nào của anh? Của anh mà. Hóa ra là cô đã lừa tôi à? Anh Nam, anh đừng tin những gì nó nói. Nó tới đây là để chia rẽ vợ chồng mình ấy, chứ làm gì có chuyện gì đâu. Bây giờ bằng chứng rành rành như này rồi mà cô còn cãi được hả? Bây giờ ấy, thì cô cút đi. Anh Nam, em đang mang thai con của anh, sao anh đuổi em đi được? Con của ai? Cô nghĩ tôi là thằng ngu hả? Em, anh biết lỗi của mình rồi, em tha lỗi cho anh nhé. Anh buông tôi ra. Hôm nay tôi tới đây chỉ để cho anh thấy được bộ mặt thật của con này thôi. Còn tôi với anh hả? Còn lâu. Chào anh nhá. Cút đi.